Vậy là sau khi đã cắm dây thì cái dữ liệu của mình với hơn mấy chục ngàn gì đấy cái contact mà mình đã rút đi, tức là ban đầu là gần 1 triệu contact, hơn 1 triệu, rút lại còn mấy chục ngàn, thì bây giờ là cái tốc độ chuyển sang đây là hai giữa hai máy này là 1 tiếng, thời gian 1 tiếng. Em lắp luôn cái này cho anh. Dạ vâng, anh chờ chuyển xong rồi lắp anh ạ. À. Anh thường hay đeo cái dây này vào này. Đấy, để cho nó không rơi, rút ra nó dễ. Anh phải đúng không ạ? Đây là một lần chuyển dữ liệu. Để bạn lại. Cái túi này. Mình sẽ mở cái này đi. VN 23020 3 4 89 54 2 03 0973 304 40. Anh ký vào đây giúp em. À, đây này, à không phải anh à? Vâng, anh ký rõ tên. Ở trên điện thoại chưa có mình dán hình, anh có dán hình luôn không anh? Chắc anh có dán. Hộp này cũng có để làm gì đâu anh à? Không có để lại, nếu mà đổi thay đổi máy mới thì để. Có phải cần hộp không em? Cái đấy tặng kèm mà. Tức là khi đổi máy mới có được tặng hộp. À có phải đem hộp theo không em? Đổi trong trường hợp lỗi anh mang theo. À. Anh lấy anh dán hình luôn đúng không anh? Dán hình tới đây. Ốp anh mới lấy à? Đúng rồi. Con này bao nhiêu anh? Đúng nhá. Ừ. Con này là 500 mấy đấy. Lấy đi. Em đang định mà mua cái ốp như kiểu con này. Ờ, nhưng mà nó chưa có. Đấy, đang bảo là nó mới ra nhưng mà chưa có. Ờ. Phải chắc cũng vẫn lấy tặng cái ốp. Thế anh nhớ chỗ này em dán hình cho anh nhá. Ừ, lấy đi, dán đi. Đây, anh nhớ mượn chỗ... À ừ, từ đây. Đấy là chỗ của nhân viên. Ừ. Đây, 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 em cho anh này. Anh em một hộp hai miếng này sẽ là 450, anh lấy lẻ một miếng là 250. À, chứ vẫn lấy lẻ được à? Cái này được mà anh, nhưng mà anh lấy thì anh đang có ưu đãi giảm 70% ấy, thì lấy luôn cả hộp ấy. À. Sao? Ưu đãi 70% nhỉ? À không, là anh ấy mua offline được giảm 70% mua phụ kiện. À. Đây, đây em cho mua em online cũng được à? Dạ. Anh đợi chuyển xong thứ thì em mua. À. Mua offline với là mua online thì khác gì nhau không? Khác. Nó khác nhau một chút. Đấy, thì nghĩa là đến nơi ấy thì nó mất tiền xăng. À. Thì nó sẽ khác một chút. Nhưng mà mua online là giá bao nhiêu anh? Hỏi bạn đi, mình chịu, mình có mua loài không? Anh muốn đập hộp không? Đấy, đập hộp đi, đấy, bóc tem đi. Đấy. Bóc được không em? Bóc được không? Té được cái thanh hà ơi, thanh hà. Nghe kiểu... Nghe là người ta phải làm cái răng cưa ở đây này. Người ta xé bắt đầu. Thanh hà ơi, cho anh cái xe bóp của em rồi. Là do nó không tốt cho nên khách hàng được trải nghiệm là bóc đến mấy lần mới được. Đấy. Còn bên nữa, bên nữa. Bên nữa. Đấy, rồi, được. Ổn. Đấy, ông mua bản bao nhiêu đây? Ông mua bản 256. À. Ôi. Anh lấy màu gì á? Đen. Màu đen cũng được, nhưng mà cái viền màu đen anh chóc á. À đây à. Nhưng mà mình có cái này rồi, ốp lưng rồi. Thì sợ gì? Đúng không? Hầu hết là dùng ốp lưng ấy mà. Cho nên nó sẽ không chóc được. Em... Cái này là em có được dùng đâu. Anh à? Mua cho vợ em à. À ôi dồi ôi, ông này. Con này giàu... của em vẫn còn bảo hành. Giàu vãi, cái này con gì đấy? 21 cũng chả. À xoài. Quá giàu luôn. Điện thoại vợ... Nói chung là cứ 2 năm một lần thay điện thoại là vừa. Điện
con này nhưng mà là dòng S20 nhưng mà đang bị sọc màn hình và tiện mua luôn. Sọc màn hình ra không cũng đổi mới đấy. Tôi cũng đổi mới, được bao nhiêu đâu? Online có. Đúng rồi, được thì trả được bao nhiêu nhưng bao nhiêu mà đâu? Nhưng mà cứ đổi. Để rau mà. Để dùng được. Sao nó hết nhỉ? Bây giờ nhá, ông tính nhá. 2 năm đổi một lần. Thế thì bây giờ một đời là bao nhiêu năm? Ví dụ cứ trong 10 năm, 5 lần thôi, được mấy cái đâu. Thật đấy, nhà, em nhà. Rồi, đời là mấy tiếng? Điện thoại này em vẫn dùng mà, chứ không phải là em bỏ đâu. À, không, tức là theo mình nên thu cũ đổi mới. Theo mình hiểu thì là sau khoảng 800 lần sạc là nó phải kém đi đấy. Theo mình biết, nhà. Hiệu năng nó giảm bởi vì là cái pin nó bắt đầu giảm hiệu năng. Giảm công suất hao hụt thì hiệu năng sẽ giảm, hiệu năng giảm là chán rồi. Cái mà này em vẫn có nhu cầu sử dụng điện thoại, kiểu hai điện thoại. Thôi quay thế thôi.